Kính chào quý thính giả, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay, ngày 26 tháng 9 năm 2022, xin gửi đến quý thính giả bài viết Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4. Bài viết được đăng trên báo điện tử chính phủ.vn. Thưa quý thính giả, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Vừa ký công điện số 855 ngày 25 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan và các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Công điện gửi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Con Tum và thành phố Đà Nẵng các bộ quốc phòng công an tài nguyên và môi trường giao thông vận tải nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương thông tin và truyền thông xây dựng y tế giáo dục và đào tạo văn hóa thể thao và du lịch và đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam thông tấn xã việt nam ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công điện nêu cơn bão có tên quốc tế nô đang tiến vào biển đông và sẽ trở thành cơn bão số 4 hoạt động trên biển Đông từ đầu năm 2022. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào biển Đông bão số 4 có thể vẫn duy trì sức gió rất mạnh cấp 13-14, giật cấp 16 khi đến Nam quần đảo Hoàng Sa, khi vào gần bờ có thể vẫn mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, dự báo từ ngày 26 tháng 9 bão gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển giữa và bắc biển đông. Chiều tối ngày 27 tháng 9 bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền khu vực trung bộ. Trọng tâm là từ Quảng Trị đến Bình Thuận, gây mưa lớn tập trung ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ sao bão, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động ứng phó phù hợp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đình khoản các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với bão, lũ, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, phân công lãnh đạo, triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở, căn cứ diễn biến và dự báo bão, ban hành lệnh cấm biển cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn khẩn trương rà soát, kiểm đếm, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú, bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của sóng lớn, ngập sâu, sạt lở, trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, trên lòng bè, cho cánh nuôi trồng thủy hải sản, khu dân cư có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét. Chỉ đạo, hướng dẫn việc chằng chống bảo đảm an toàn nhà cửa, trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ kiểm soát hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông nhất là trước và trong khi bão đổ bộ và mưa lũ các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều hồ đập tàu thuyền hoạt động thủy sản hệ thống điện bảo đảm an toàn đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp công nghiệp bộ giao thông vận tải phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền vận tải hoạt động trên biển vùng cửa sông trên sông đặc biệt lưu ý những khu vực đã từng xảy ra các sự cố tàu vận tải khi có bão lũ phối hợp với bộ công an và các địa phương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn giao thông nhất là trên các tuyến cao tốc các trục giao thông chính bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hệ thống hạ tầng thông tin bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo chỉ huy ứng phó với bão, lũ của chính phủ, thủ tướng chính phủ, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai trong mọi tình huống, các bộ, xây dựng, y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch và các bộ, ngành khác có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai kịp thời. Hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 4 và mưa lũ do bão, đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an toàn cho học sinh, khách du lịch khi xảy ra bão, lũ. Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan theo dõi sát tình hình, chủ động liên hệ với các quốc gia, dùng lãnh thổ tạo điều kiện cho người dân và tàu thuyền của Việt Nam vào trú tránh bão khi có yêu cầu của địa phương. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo quân khu 4, quân khu 5 và các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát phương án, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tiếp tục theo dõi, đưa tin kịp thời, chính xác về diễn biến bão, mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó của các cấp các ngành để nhân dân biết, chủ động phòng, chống. Do Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức trực ban, nắm chắc tình hình, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đồn đốc các bộ, địa phương triển khai công tác ứng phó cụ thể sát với diễn biến của bão mưa lũ, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe bài viết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 được đăng trên báo điện tử chính phủ.vn. Chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo tiếp theo. Thân mến chào tạm biệt.